E550. Em có nghĩ là thời điểm bây giờ mà chị mua một em phablet đã ra mắt được 2 năm rồi có ok không? Tại vì hâm mà, bây giờ 2 năm rồi ai còn nâng cấp kiểu hỗ trợ phần mềm cho bà nữa. Chưa kể hỏng hóc thì lấy cái gì mà thay. Mua mấy con 2015, 2016 ấy, nó còn có sửa chữa dễ đúng không? 2015 là cách đây 2 năm mà má. Xin chào, và như các bạn cũng thấy đấy thì tâm lý của người dùng đa phần là ngại mua một sản phẩm smartphone có 2 năm tuổi đời rồi, và đặc biệt kể cả đấy là flagship. Tuy nhiên mình nghĩ rằng những sản phẩm đấy chỉ đúng với cả những thiết bị Android thôi, tại vì một năm chúng ta biết đấy, có rất nhiều sản phẩm Android mới ra mắt và tuổi đời của Android thì không được dài. Trong khi đó thì những sản phẩm của Apple luôn nhận được sự hỗ trợ của nhà phát hành và vẫn thực sự thu hút và đáng mua. Cụ thể là chiếc điện thoại là iPhone 6s Plus mình đang có ở đây. Đó chính là hàng CPO và vẫn full box đầy đủ phụ kiện, chưa active, vẫn còn mới. Nó cực kỳ đáng mua và hấp dẫn trong tầm giá 9 triệu thời điểm hiện tại. Nếu mà các bạn có nhu cầu tham khảo và tìm hiểu giá về sản phẩm thì có thể tham khảo trên Lego Mobile nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là tại sao thời điểm hiện tại em này vẫn còn đáng mua và hot đến như vậy. Thứ nhất phải kể đến đó chính là em Xiaomi Z5 Premium. Em này gặp phải lỗi nóng máy với con chip Snapdragon 810. Vì vậy, trên thị trường chỉ còn rải rác lác đác thôi và không nhận được sự quan tâm cũng là ủng hộ của người dùng. Thứ hai là em LG V10. Rất là đáng tiếc thì em này cũng mất dạng luôn với sự cố đột tử giống như LG G4. Và cuối cùng là Samsung Galaxy Note 5 thì mình đánh giá đây là một đối thủ đáng gờm và vẫn cực kỳ đáng mua trong tầm giá 6 đến 7 triệu. Em Note 5 của Samsung thì sở hữu một cái thiết kế đẹp này, camera chụp ảnh đẹp và một cấu hình mạnh. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là trong danh sách được update lên phiên bản Android mới nhất là Android Oreo thì Samsung lại không có tên của em Note 5. Vì vậy, chúng ta nhiều khả năng sẽ không nhận được bản cập nhật mới nhất cho phiên bản Android 8 dành cho Note 5, mà chúng ta sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của diễn đàn XDA. Và một điều nữa mình muốn nhắc lại đó chính là những sản phẩm kể trên thì khi mà các bạn mua sẽ thường là chỉ mua được những sản phẩm đã qua sử dụng thôi, và việc chất lượng cũng như là phụ kiện thay thế cũng khá là khó. Và chúng ta có thể thấy là sau 2 năm ra mắt cùng thời điểm với những flagship kể trên thì duy nhất còn chiếc iPhone 6s Plus vẫn là bám trụ khá là lâu trên thị trường, và thậm chí còn tỏ ra vượt mặt các mẫu flagship năm 2016 khác như là S7 Edge hay là LG V20 hàng cũ. Với iPhone 6s Plus CPO đang có bán với mức giá hơn 9 triệu thì chúng ta sẽ có những gì nhỉ? Đầu tiên đây là máy trả bảo hành chưa active nên là tất nhiên hình thức sẽ là mới, 100% chúng ta có đầy đủ phụ kiện, chất lượng sản phẩm thì cũng rất tốt bởi vì là hàng CPO là hàng mà đã được Apple sửa chữa cũng như là đã qua kiểm tra lần thứ 2 rồi, nên các bạn sẽ không phải lo và không phải bàn về chất lượng của máy. Về chế độ bảo hành thì bạn sẽ được tặng gói bảo hành của cửa hàng tất nhiên rồi. Về cấu hình thì hiện tại với con chip Apple A9 thì hiệu năng của iPhone 6s Plus vẫn cực kỳ ổn. Nên với cấu hình này bạn đủ sức chơi mượt mà các tựa game từ nhẹ đến nặng như là online đến offline, hiện nay là Asphalt 8 hay là Liên Quân Mobile. Thực tế thì hiện tại cam của 6s Plus vẫn là rất tốt mặc dù máy đã ra mắt được hơn 2 năm. Chưa kể iPhone 6s Plus còn có jack cắm tai nghe 3,5mm, điều mà các mẫu iPhone sau không có, rất là đáng tiếc, nên là bạn nào thích có jack cắm tai nghe thì đây là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn. Thứ tư là về khoản pin, thì trong tầm giá này thì mình nghĩ rằng không có mẫu phablet nào cấu hình khủng lại so được về pin so với 6s Plus, bởi vì hầu hết các smartphone Android dùng khá hao pin ngay cả khi thời gian chờ. Cuối cùng là về hệ điều hành, khác với các máy Android thì vòng đời hỗ trợ của các chiếc máy iOS rất là dài, và ví dụ như là iPhone 5s thời điểm hiện tại vẫn được hỗ trợ lên iOS 11 trong khi nó ra mắt từ tận năm 2013 cơ. Vì vậy là iPhone 6s mình nghĩ cũng chắc chắn các bạn có thể sử dụng được qua 2 thế hệ iPhone nữa mà không cần phải lo lắng. Và các bạn có thể thấy rằng vòng đời của những sản phẩm Apple luôn dài hơn so với Android. Và mình nghĩ rằng đây là một phần lý do tại sao giá của những thiết bị Apple khá là cao và giữ giá tốt. Chúng ta có thể thấy ngay thời điểm hiện tại khi mà iPhone 8 và iPhone 10 đã ra mắt thì những thiết bị như là iPhone 7 hay là iPhone 7 Plus vẫn đang có giá rất là cao, khoảng tầm 15 triệu cho một thiết bị sản phẩm bản quốc tế. Và nếu như các bạn bỏ ra khoảng hơn 9 triệu để sở hữu một em iPhone 6s Plus hàng CPO với đầy đủ phụ kiện mới và chưa active thì các bạn có bỏ ra không? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới nhé, và đừng quên là hãy vote cho mình ở phía bên góc phải nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu như có nhu cầu mua và tham khảo giá về sản phẩm này thì hãy tham khảo ở Lego Mobile, link mình để phía dưới luôn. Cảm ơn, bye bye, nhớ share, like và subscribe và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo khi mà có video mới nhé.